và mùa hè. Đây là ngôi nhà chung của loài bướm độc đáo nhất xứ Wales. Đó là loài bướm đốm xanh bạc, Canna Forshire. Vào buổi sáng, chúng mải mê đi tìm mật hoa. Những con có màu xanh thẫm hơn này là những con đực. Và những con màu nâu hơn là những con cái. Con đực nhỏ bé này vừa mới chui ra từ vỏ nhộng. Đôi cánh của nó vẫn còn ướt. Và nó chỉ có thể bay khi đôi cánh đó khô. Nó rất dễ bị tổn thương. Những con kiến, chúng là những kẻ săn mồi hung ác. Và chúng đang trên đường tới chỗ con bướm. Nhưng chúng không muốn ăn con bướm, mà hoàn toàn ngược lại. Chúng tới để bảo vệ con bướm. Một con bướm đực khác đến kiểm tra. Nó hy vọng tìm thấy một con bướm cái vừa mới chui ra từ vỏ nhộng. Sự chú ý không mong muốn này có thể làm tổn thương đôi cánh vẫn còn mềm yếu của con bướm đực non. Nhưng những con kiến đã bảo vệ nó. Chúng làm dịch vụ bảo vệ cá nhân cho con bướm này. Chúng không phải vô cớ mà làm điều đó. Những con kiến này đã canh chừng cho nó từ khi nó còn là một con sâu bướm. Khi nó mang lại cho chúng nguồn chất lỏng ngọt ngào được tạo ra bởi một tuyến đặc biệt. Và để đáp trả, những con kiến tiếp tục trách nhiệm của mình là bảo vệ con bướm. Cuối cùng, đôi cánh của con bướm đực cũng đã khô. Nó bắt đầu cuộc tìm kiếm những con bướm cái để giao phối. Tại đây, những con bướm cái trên đồng cỏ dường như mới chỉ lác đác có vài con trên mặt đất. Nhưng có rất nhiều bướm đực đã có mặt. Có thể nó sẽ là con bướm may mắn trong những bụi cây mâm xôi, ở đó có nhiều bướm cái hơn. Nó bắt đầu di chuyển. Khó có thể tiếp cận được bướm cái. Đôi cánh vẫy lên vẫy xuống của bướm cái là dấu hiệu của sự từ chối. Nhưng cuối cùng, bướm cái cũng quyết định rằng con bướm đực đó cũng không đến nỗi tồi. Một kẻ mới đến đầy ghen tức. Với rất ít bướm cái ở xung quanh, nhiều con bướm đực sẽ không bao giờ có cơ hội được giao phối. Vì thế, nó muốn quấy nhiễu con bướm đực của chúng ta. Chưa đầy một ngày, con bướm đực đã hoàn thành mục đích của cuộc đời bằng cách đảm bảo rằng thế hệ tương lai của nó sẽ tiếp diễn.